xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio âm thanh số. Và ngày hôm nay em lên sóng với một cấu hình combo phải nói là đỉnh nhất cho tới thời điểm hiện tại với dòng loa cây. Đó là mẫu loa cây SH1500 Pro. Dòng loa 2 bát điện 25, dòng bát huyết với hệ thống chung chép được bố cục lên trên đỉnh và được chia làm 4 hướng, giúp cái khả năng khuếch tán tín hiệu âm thanh nó tốt hơn cho cặp loa này. Về tiếng bát tiếng giải siêu trầm của cặp loa SH1500 này thì các em yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái tiếng bát nó đánh ra rất gọn gàng và chắc, lực mạnh. 2.325 với công suất tổng có thể khai thác mắc lên được 800W. Đồng thời cũng đưa luôn cái thiết kế lỗ thông hơi ra phía trước, nó sẽ có cái cộng hưởng từ cái lực từ hai lỗ thông hơi ra và tiếng bát đánh ra nữa, nên chúng ta sẽ có một cái cảm xúc nhất định khi nghe những cái bản nhạc có những cái tiếng bát mạnh. Riêng về thân vỏ của nó thì hoàn toàn bằng gỗ, chất liệu gỗ rất dày dặn, anh em sử dụng yên tâm. Đây là gỗ nguyên chất nguyên khối luôn đấy, và thiết kế của nó chiều cao là 110cm cộng với cái bộ chân thông minh giúp cho cặp loa đứng chắc hơn và chúng ta có thể tháo rời ra nhé, rất chắc khỏe. Dòng này thì vẫn có được cả cái cầu đánh bay quay, em sẽ quay ra sau một chút để các bạn nhìn thấy không? Đó, hệ thống cầu bay quay của nó. Vì cặp loa ăn nặng nên là một mình em không thể chuyển cái lật cái mắt sau lại để các bạn xem, nên là góc quay hơi khuất, mong các anh em thông cảm. Về tấm y căng của nó, mặt trước thì chúng ta có thể đậy kín được từ trên xuống dưới bằng một tấm y căng lụa mỏng rất sang trọng, phía dưới có logo của WeWood. Hàng chính hãng sẽ được bảo hành 12 tháng, giá bán hiện tại đang là 25 triệu đồng cho cặp loa này. Tiếp theo đây đến với bộ ba sản phẩm, mà những cái siêu phẩm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một chiếc đẩy liền mà vang D50S. Đẩy liền vang thì màn hình lớn, sóng nhạc đẹp. Đó. Em mở nhỏ nhạc trên TV thì nó sẽ mất cái sóng nhạc. Các bạn lưu ý khi sử dụng cái mẫu này muốn có cái sóng nhạc đều thì ta sẽ to nhỏ đây, và trên TV chúng ta mở max volume lên thì màn hình nó sẽ ra sóng. Màn hình lớn có rất nhiều những cái thông tin bổ ích chúng ta theo dõi. Ví dụ như bật tắt loud alert là nhìn thấy luôn đây. Cổng ngõ vào và cái giải tần số nó đang nghe ở cái mức độ bao nhiêu. Có Bluetooth USB cổng quang đầy đủ hết ạ. Đặc biệt là chip D50S, con chip giải mã rất là cao, cũng như là cộng với cái công suất khỏe là sẽ đánh được hầu hết những cái dòng loa trên thị trường hiện nay. Giá bán của mẫu đẩy này đang có bán tại Zika chúng em là 10.500.000 đồng, cũng sẽ được bảo hành lỗi một đời một trong vòng 1 năm. Tiếp đến thiết bị thứ hai, đó là một chiếc nâng tiếng CB900 Prinum. Prinum là một chiếc nâng tiếng cao cấp nhất hiện nay, được trang bị kênh 1, kênh 2 và Bluetooth và cổng quang. Cái này có nghĩa là chúng ta có thể kết nối cổng quang được trực tiếp với phiên bản này. Âm sắc nét hay, chip xử lý tốt giúp cho cái giai điệu nhạc nó chi tiết hơn. Màn hình sẽ có rất nhiều những trạng thái màn hình, em thích cái trạng thái màn hình này rất là đẹp, nó cùng với cái tông của cái màn hình D50S. Cuối cùng đó là bộ mic VK321, bộ mic không dây cao cấp. Năm này thì liên hệ cho Zika chúng em để sắm cho mình một bộ karaoke về để nghe nhạc, để hát karaoke những cái ngày tư ngày Tết, và tự thưởng cho mình một năm phấn đấu. Đó là những cái gì mà em lên sóng cũng như chia sẻ. Bộ combo này thì em sẽ để giá công khai ở trên cái phần mô tả video cũng như là tiêu đề luôn, các em có thể tham khảo trực tiếp. Em báo giá là 25 triệu này, 25 triệu cho cặp loa, 10 triệu rưỡi cho cái đẩy liền vang, và một cái nâng tiếng kia sẽ là 2.2 triệu, và cuối cùng là bộ mic 3 triệu, nhưng cho em sẽ tặng bộ mic 3 triệu nhé. Cho em chỉ tính cho 3 sản phẩm thôi. Còn anh em nào muốn ghép thêm trầm thì em sẽ có cái mẫu trầm cao cấp tương ứng với cái cặp loa, đó là VK560 Plus thì sẽ là tầm 7 triệu nữa. Em sẽ test một bản nhạc mạnh và test một đoạn karaoke gửi các anh em trước khi em kết thúc video ạ. Chiều ở nơi đây chiều không thấy khói,
xuân sang không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng dày dứt như quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có sao, biết chừng quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đến mấy trăm hương, mỗi hương lòng con mỗi nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mở nỗi nhớ mong. Ngọn đèn trai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để châm dầu. Nên mỗi xuân về mỗi xót xa, rồi mái cau đổ dây trầu ta. Mẹ rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến con mưa.